Heineken Việt Nam đã được đề cử là một trong 17 doanh nghiệp tham gia chương trình vinh danh công ty có môi trường công nghệ tốt nhất tại CTO Summit. Đây là một nhóm các doanh nghiệp lớn với 3.000 đến 5.000 nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh. Sự kiện CTO Summit được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN 2023 và sẽ diễn ra vào ngày 21/22/9 với kết quả chương trình vinh danh dự kiến công bố vào chiều ngày 22/9. Đại diện của Heineken Việt Nam cho biết họ rất tự hào khi công ty được chọn là một trong những đề cử của chương trình vinh danh này. Đây là một sự thừa nhận quan trọng cho những nỗ lực của công ty trong việc áp dụng công nghệ, thể hiện rằng Heineken Việt Nam đang hướng đúng trong việc thúc đẩy các cải tiến và giải pháp số hóa trong chuỗi cung ứng của họ. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng giúp Heineken Việt Nam được đề cử trong chương trình vinh danh tại CTO Summit năm nay. Heineken Việt Nam đã xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ và gắn kết trong suốt hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Với 6 nhà máy trên toàn quốc và hơn 3.000 nhân viên, công ty đã tạo ra gần 250.000 việc làm trong chuỗi giá trị và đóng góp tương đương 1,04% vào GDP quốc gia. Heineken Việt Nam coi trọng việc đặt con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động của họ và đã thiết lập một môi trường làm việc dựa trên 3 trụ cột: hòa nhập, công bằng, bình đẳng. Điều này đã tạo ra một văn hóa gắn kết và thúc đẩy việc trao quyền cho từng cá nhân trong tập thể. Ngành công nghiệp bia truyền thống thường được xem là đặc thù của nam giới, nhưng Heineken Việt Nam đã thay đổi cách nhìn này. Hiện tại, 50% nhà máy bia của Heineken Việt Nam được quản lý bởi các nữ giám đốc và tổng số quản lý cấp cao nữ trong toàn công ty là 30%. Heineken Việt Nam luôn cung cấp nguồn lực cần thiết để tạo điều kiện cho sự kết nối, học hỏi, phát triển bản thân, thăng tiến và phát triển sự nghiệp của mọi nhân viên. Tất cả cấp bậc trong công ty đều có cơ hội tham gia vào các chương trình đào tạo phù hợp, từ đó trang bị và nâng cao kỹ năng lãnh đạo của họ. Chính sách làm việc linh hoạt và môi trường làm việc cởi mở là những yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nhân tài trẻ. Môi trường làm việc tại Heineken Việt Nam được xây dựng dựa trên 3 trụ cột quan trọng: hòa nhập, công bằng và bình đẳng. Điều này giúp xây dựng một văn hóa tổ chức mạnh mẽ, thúc đẩy quyền tự quyết cho từng cá nhân trong công ty. Ngoài ra, điều đặc biệt là trong một ngành công nghiệp thường được xem là đặc thù của nam giới, Heineken Việt Nam có 50% nhà máy bia được điều hành bởi các nữ giám đốc và tỷ lệ quản lý cấp cao nữ trong toàn công ty là 30%. Điều này chứng tỏ một cam kết mạnh mẽ đối với sự đa dạng và bình đẳng giới tính trong môi trường làm việc. Heineken Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất bia kết nối tốt nhất thông qua sự sáng tạo và luôn theo đuổi đổi mới. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, đơn vị này đang tiến hành các cuộc cải tiến và áp dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất và phân phối. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, AI và học máy, Machine Learning, công ty đã dự đoán thời gian bảo trì máy móc và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Heineken Việt Nam cũng cải thiện hệ thống phân phối của họ bằng cách áp dụng ứng dụng đặt hàng trực tuyến cho hơn 300 nhà phân phối và hơn 80,000 điểm bán hàng, giúp đơn đặt hàng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Cam kết tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, công ty luôn nỗ lực để phát triển môi trường làm việc hiện đại để kết nối tốt nhất với thế hệ nhân viên trẻ.